Ave Danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Ave Danh. Các em thân mến, như vậy là chúng ta vừa trải qua một cái đoạn trích đọc hiểu rất thời sự, rất nóng hổi, đúng không ạ? Và bây giờ cũng là một cái vấn đề được đặt ra trong câu nghị luận xã hội. Một cái câu mấy điểm ạ? Chiếm quỹ điểm là 2,0, đúng không ạ? Một cái câu mà cũng nóng hổi không kém. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Từ đoạn nội dung phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ, cảm nhận, suy nghĩ của mình về trách nhiệm của mỗi người trước các vấn đề chung của đất nước. Như vậy có lẽ câu hỏi này đọc một cái thì em sẽ thấy ngay, ồ khó thế, trách nhiệm chung là cái gì? Trách nhiệm của mỗi người trước các vấn đề chung của đất nước, vấn đề chung cụ thể đây là cái gì? Thế thì trách nhiệm của mỗi người đây là sao? Rất khó đúng không ạ? Hàng loạt câu hỏi để hình dung trong đầu ra của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng như thầy nói rồi, học văn là một cái cách mà để chúng ta trải nghiệm cuộc sống rất là thú vị. Thế thì ở đây chúng ta phải tìm hiểu đầu tiên, đó là chúng ta phải xác định cái vấn đề nghị luận ở đây, đúng không ạ? Vấn đề nghị luận ở đây là cái gì, đúng không ạ? Vấn đề nghị luận ở đây thì các em có thể thấy rồi, đúng không ạ? Trách nhiệm của mỗi người, thứ nhất đó là trách nhiệm của mỗi người, và cái thứ hai đó là về vấn đề chung của đất nước, đúng không ạ? Vấn đề chung của đất nước. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là vấn đề nghị luận ở đây chính là gì ạ? Trách nhiệm của mỗi người trước cái vấn đề chung của đất nước, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải thích. Vậy thì vấn đề ở đây, đã xác định vấn đề nghị luận rồi thì chúng ta phải đi giải thích vấn đề này, đúng không ạ? Giải thích vấn đề này. Thế thì đầu tiên là các vấn đề chung của đất nước là cái gì, đúng không ạ? Ví dụ trong cái bài thơ này đó chính là gì ạ? Đó là cái câu chuyện là gì ạ? Phòng chống một cái đại dịch đang diễn ra trên cả nước, đúng không ạ? Rồi câu chuyện vấn đề chung của dân tộc đó là cái gì ạ? Đó là gì ạ? Sự phát triển của đất nước, đúng không ạ? Vấn đề chung của dân tộc cũng có thể là gì ạ? Cái trình độ dân trí của đất nước của chúng ta, đúng không ạ? Vấn đề chung của dân tộc ở đây là cái gì, đúng không ạ? Rất nhiều những cái vấn đề, đúng không ạ? Vấn đề chung của dân tộc là những vấn đề có tính chất ảnh hưởng, đúng không ạ? Đến gì ạ? Tất cả những cái gì ạ? Công dân trong đất nước đó, đúng không ạ? Đó chính là những vấn đề chung. Chúng ta giải thích cắt nghĩa từ chữ chung, đúng không ạ? Như vậy ở đây, sau cái xác định được vấn đề nghị luận rồi thì chúng ta phải đi giải thích vấn đề, đúng không ạ? Giải thích vấn đề. Giải thích vấn đề. Thì cái giải thích vấn đề, cái từ khóa để chúng ta giải thích ở đây chính là cái từ khóa vấn đề chung. Vấn đề chung là gì, đúng không ạ? Vấn đề chung là một cái vấn đề mà nó có tính, là những cái vấn đề mà nó có tính ảnh hưởng đến nhiều người, đúng không ạ? Nó có tính ảnh hưởng đến nhiều người. Nó quyết định đến vận mệnh của cả một quốc gia, đúng không ạ? Vận mệnh của quốc gia, đúng không ạ? Vận mệnh quốc gia, đúng không ạ? Ví dụ như vấn đề chung ở đây đó là gì ạ? Văn hóa, câu chuyện về văn hóa, tín ngưỡng, đúng không ạ? Nó cũng có thể là vấn đề về cái gì ạ? Kinh tế, đúng không ạ? Kinh tế, đúng không ạ? Hoặc là như vấn đề vừa rồi của chúng ta xảy ra, đúng không ạ? Trong cái câu chuyện về Covid-19, trong câu chuyện về virus corona, đó chính là cái dịch bệnh, một cái dịch bệnh nào đó mà có cái sự ảnh hưởng chung trên toàn thế giới. Các em thấy không ạ? Hiểu cái điều đấy không ạ? Như vậy chúng ta có thể thấy rằng khi mà chúng ta xác định vấn đề chung xong rồi thì chúng ta mới dễ dàng để có thể linh sang được cái câu chuyện về trách nhiệm. Như vậy xong xuôi cái vấn đề chung rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau đi xác định là chúng ta sẽ làm cái 200 chữ này như thế nào. Và nếu như bạn nào đã đi giải đề số 1, số 2, số 3, số 4 rồi, đề này không có gì phải khó nữa cả. Xác định ngay luôn, đúng không ạ? Đây là một góc thôi. Vấn đề chung có rất nhiều, nhưng mà cái góc để chúng ta làm cái bài này đó là trách nhiệm của mỗi người. Mà trách nhiệm của mỗi người là ai? Chính các em đấy, đúng không ạ? Trách nhiệm của mỗi người là chính các em đấy. Thế thì chúng ta cần có trách nhiệm gì với những vấn đề chung? Chúng ta thấy rằng ví dụ như câu chuyện dịch Covid-19, chúng ta phải chia sẻ thông tin như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta phải tự ý thức bảo vệ bản thân mình như thế nào, đúng không ạ? Rồi có những biểu hiện như thế nào, lý do nguyên nhân vì sao chúng ta lại giải thích những vấn đề đó. Nào chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu tất cả những vấn đề đấy. Như vậy sau cái quá trình giải thích vấn đề, chúng ta sẽ thấy ngay đến cái câu chuyện là ở đây là trách nhiệm, đúng không ạ? Trách nhiệm, chúng ta vào ngay luôn là trách nhiệm của mỗi người. Đấy, trách nhiệm của mỗi người. Ở đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là nhiều bạn rơi vào cái cách làm của cái những cái đề nghị luận xã hội từ năm 2016 về trước. Tức là các bạn cứ làm theo cái bố cục là một bài văn nghị luận xã hội. Và khi mà ra cái đề 200 chữ này thì bạn chỉ coi 200 chữ này là một cái bài văn
thu nhỏ và thôi. Cách làm đó hoàn toàn không phù hợp. Các bạn hãy nhớ rằng cái từ khóa của chúng ta ở đây đó là trách nhiệm. Nó chỉ là một góc của vấn đề thôi. Trách nhiệm mà chúng ta phải làm sâu sắc cái góc đó. Vậy thì các em hoàn toàn là những công dân của đất nước, chắc chắn rồi đúng không ạ? Điều đấy là chắc chắn. Nên các em hoàn toàn có thể có cho mình những cách trả lời riêng cho bài này. Ví dụ có thể là gì? Ở đây thầy chỉ đưa ra cho các em 3 đến 4 cái luận điểm mang tính chất là chung nhất, đúng không ạ? Và sau đó thì các em hoàn toàn có thể dựa trên những cái đấy để tự ý thức về những cái trách nhiệm riêng của bản thân mình. Thì khi đó bài viết của các em sẽ giàu cái sức thuyết phục hơn, hấp dẫn hơn. Và thầy, như thầy đã nói trong đề số 3, số 4 rồi ấy, một bài văn nghị luận xã hội xuất sắc thực sự ấy, là một cái bài văn mà người ta đọc vào ấy, câu nào thì cũng có thể là dẫn chứng, câu nào cũng có thể là luận điểm, và câu nào cũng có thể là lý lẽ hết. Các em hiểu ý không ạ? Tức là đọc một cái câu đấy lên, người ta không thể phân biệt được đâu là ranh giới của lý lẽ, biểu hiện, dẫn chứng ấy. Mà tất cả những cái đấy nó gần như đan cài vào nhau, câu trước móc với câu sau chặt chẽ, xuất sắc, thì đó là một bài văn tốt, được chưa ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy là trách nhiệm của mỗi người. Thì ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện đầu tiên ấy, câu chuyện đầu tiên ấy, đó chính là gì ạ? Mọi cái hành động trong cuộc sống này đều xuất phát ở từ cái gì ạ? Từ cái ý thức của con người, đúng không ạ? Suy nghĩ quyết định đến ý thức, đúng không ạ? Và ý thức quyết định đến hành động, đúng không ạ? Thế thì mọi suy nghĩ trong cuộc sống này, mọi hành động trong cuộc sống này đều xuất phát từ ý thức. Thế thì ở đây, đầu tiên, trách nhiệm của mỗi người đó là phải ý thức được vấn đề chung đó, đúng không ạ? Bất kể chúng ta có trách nhiệm về vấn đề nào thì chúng ta phải ý thức được, đúng không ạ? Có một cái ý thức đúng đắn. Ý thức đúng đắn về những vấn đề chung. Đấy, về những vấn đề chung, đúng không ạ? Ví dụ như câu chuyện đại dịch corona vừa rồi, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng mỗi một bản thân, mỗi con người chúng ta phải ý thức rất nghiêm túc về cái dịch bệnh đang xảy ra trên đất nước chúng ta, đúng không ạ? Từ cái ý thức đó dẫn đến cái chuyện là gì ạ? Chúng ta sẽ phải khai báo y tế khi chúng ta trở về từ nước ngoài này. Ví dụ bây giờ các em mới đưa ra những cái biểu hiện, đúng không ạ? Hay là chúng ta phải làm gì ạ? À, khi đi ra chỗ đông người thì chúng ta phải đeo gì ạ? Đeo khẩu trang, đúng không ạ? Và các em thì rất là vui mừng vì được nghỉ học, đúng không ạ? Ngay cả cái chuyện là chúng ta phải ý thức được là trong cái quá trình đấy chúng ta nghỉ học, nhưng mà cái nghỉ học đấy của chúng ta là nghỉ học có ý nghĩa khi không lây lan cái bệnh dịch ra cho người khác, đúng không ạ? Hay là chúng ta phải gì ạ? Rửa tay bằng nước sát khuẩn, hay là đeo khẩu trang ra chỗ đông người rồi thì là gì ạ? Nâng sức đề kháng của cơ thể lên. Thì tất cả những hành động đó đến từ cái việc chúng ta ý thức đúng đắn về những vấn đề chung của đất nước, đúng không ạ? Và có một cái câu chuyện buồn xảy ra, đó là có một cái cô gái, đúng không ạ, đi du lịch từ nước ngoài về và đưa cái bệnh Covid này về, và không, cô không khai báo y tế mà cô tự cách ly ở nhà, dẫn đến là cả Hà Nội chúng ta đang rất là xôn xao về cái câu chuyện rằng là ý thức của một công dân mà ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái nỗ lực chung của đất nước, đúng không ạ? Có lẽ chưa bao giờ mà cái hình ảnh, cái tinh thần của dân tộc của chúng ta lại mạnh mẽ đến như thế. Cái hình ảnh mà Phó Chủ tịch nước Vũ Đức Đam, đúng không ạ, cúi đầu, đúng không ạ, khoanh tay cúi đầu trước cái bàn hội nghị, mà chúng ta đã thấy rằng là đó là một cái hình ảnh mà vô cùng là xúc động, đúng không ạ? Thế thì ở đây nó cũng đến từ cái ý thức này các em ạ. Chúng ta cần phải ý thức đúng đắn về những cái vấn đề chung của đất nước. Cái thứ hai, khi ý thức rồi, chúng ta nói rồi, ý thức, hành động, suy nghĩ, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta phải có cái hành động. Hành động, ý thức đúng đắn chưa đủ, còn có phải có cả cái những cái hành động đúng đắn, đúng không ạ? Trách nhiệm mà, trách nhiệm của mình đó là hành động đúng đắn, đúng không ạ? Có cái hành động đúng, đúng không ạ? Hành động đúng đắn. Đúng đắn chưa đủ mà còn phải là gì các em? Thiết thực. Thiết thực, đúng không ạ? Có hành động đúng đắn, thiết thực. Chúng ta thấy rằng là trong xã hội hiện nay, đặc biệt là những người trẻ, chúng ta là những người mà trực tiếp tham gia mạng xã hội, và cái thời đại hiện nay đó là cái kỷ nguyên 4.0, chúng ta thấy rằng là mọi thông tin được chia sẻ một cách rất rộng rãi, và cái hành động này của các em quyết định rất nhiều đến cái tình hình chung của những cái vấn đề chung của đất nước, đúng không ạ? Khi chúng ta thấy đón nhận một cái thông tin nào đó trên mạng xã hội, chúng ta chia sẻ hay không, đó cũng là một hành động, đúng không ạ? Đương nhiên thôi, chúng ta sẽ chia sẻ những cái hành động tốt, những cái hành động tích cực, đúng không ạ? Tuyên truyền những cái thông tin tốt, những thông tin tích cực. Nhưng chúng ta thấy một cái tin tức nào đó xấu, một cái tin tức nào đó mà chưa được kiểm chứng mà chúng ta cũng chia sẻ, thì đó cũng là một cái hành động mà dẫn đến những cái vấn đề chung của đất nước trở nên căng thẳng hơn, đúng không ạ? Như vậy chúng ta phải có những hành động đúng đắn, thiết thực, đúng không em? Hay là ví dụ như là cái câu chuyện về văn hóa ứng xử nơi công cộng của đất nước của chúng ta cũng vậy. Thế thì mỗi một con người chúng ta ý thức đúng đắn rồi thì chúng ta cần phải có xây dựng cho mình những cái hành động đẹp, sống đẹp, đúng không ạ? Để cái hình ảnh đất nước thì ngày một được gì ạ? Lan tỏa đẹp đẽ hơn trong mắt của bạn bè thế giới, chẳng hạn như thế. Không chỉ có ý thức đúng, có hành động đúng, mà
trách nhiệm của mỗi người này này ở đây ấy, đó là chúng ta phải là gì ạ? Chúng ta phải gì ạ? Xây dựng cái hình ảnh, xây dựng, góp phần xây dựng cái hình ảnh của quốc gia, cái hình ảnh của quốc gia. Và chúng ta có một cái, nhiều người thì cho rằng là mỗi một công dân ấy, mỗi một cá nhân trong đất nước này chính là một Việt Nam thu nhỏ, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là không chỉ chúng ta khi sống trong đất nước này đâu, mà chúng ta đi ra ở bên ngoài ấy, thì chúng ta phải xây dựng cái hình ảnh cá nhân của mình để góp phần xây dựng hình ảnh đất nước. Chúng ta phải biết ứng xử với bạn bè quốc tế trong một cái trạng thái, trong một cái cách ứng xử, lối ứng xử nhân văn, có văn hóa. Thì nếu như thế thì chúng ta sẽ xây dựng được hình ảnh quốc gia qua cái hình ảnh cá nhân của chính bản thân các em, đúng không ạ? Hình ảnh cá nhân của bản thân các em. Và bây giờ sau khi trách nhiệm của mỗi người rồi, đó là ý thức rồi này, hành động rồi này, xây dựng hình ảnh cá nhân rồi, thì chúng ta phải lý giải vì sao chúng ta làm điều đó. Lý giải, đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ đi lý giải vấn đề, lý giải, đúng không ạ? Lý giải, hay là cái nói cách khác đó chính là cái liên hệ cá nhân nữa. Đấy, lý giải liên hệ cá nhân. Đấy, cá nhân, lý giải liên hệ cá nhân. Ở đây chúng ta thấy rằng là lý giải thì ngay cái phần xây dựng hình ảnh quốc gia và gắn với cái hình ảnh cá nhân này, nó cũng là một trong những ý lý giải rồi. Có nhiều bạn coi nó là điểm, nhưng thầy coi đó là phần lý giải cũng được, coi đó là phần liên hệ cá nhân cũng không sao. Chúng ta đã thấy những Ngô Bảo Châu, đúng ạ, những Ngô Bảo Châu, rồi đã thấy rất nhiều những cái vận động viên, đúng ạ, đoàn thể thao U23 Việt Nam, đúng ạ. Chỉ cần qua những cái cá nhân đó, nếu có những cái cá nhân mà xuất sắc như thế, thì người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế tự nhiên là gì ạ? Được nâng lên một bậc, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng cái hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế được nâng lên một bậc. Như câu chuyện vấn đề chung của đất nước, ví dụ như câu chuyện chống dịch bệnh Covid-19, Việt Nam chúng ta là đất nước đầu tiên mà có 16 bệnh nhân chữa khỏi cả 16, đúng không ạ? Kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Như vậy thì đó cũng là một cái mà để thế giới nhìn nhận lại về đất nước của chúng ta, đúng không ạ? Việt Nam của chúng ta có cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong cái suy thoái kinh tế vừa qua. Thế thì cũng có thể coi rằng đó cũng là một cái sự phát triển, đó cũng là một vấn đề chung mà đất nước của chúng ta được mọi người tôn vinh, đúng không ạ? Nếu bạn là một người xuất sắc, bạn đi ra thế giới, hoặc cũng có thể bạn là một người bình thường thôi, nhưng bạn chỉ cần ứng xử một cách nhân văn với những người khác, thì con mắt bạn bè nhìn về Việt Nam của chúng ta đã rất khác rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã từng rất đau lòng, rất buồn khi chúng ta thấy rằng là có nhiều cái đánh giá về du lịch ý, thì họ nói rằng là người ta chỉ đến Việt Nam một lần thôi và rất ít có những người nào mà quay lại Việt Nam lần thứ hai, bởi vì chúng ta thấy là đầy dẫy những cái nạn là gì ạ? Chặt chém này, đúng không ạ? Thậm chí một đánh một đôi giày những cái ông Tây bà Tây sang Việt Nam chơi, đúng không ạ? Và bị lừa, đúng không ạ? Bị gai bẫy để đánh giày, và đánh một đôi giày xong thì có khi phải trả hàng triệu đồng cho một cái lần đánh giày như thế. Đó là một chuyện đáng buồn, đúng không ạ? Và nó đến từ trách nhiệm. Thì con người ta không ý thức được trách nhiệm của bản thân mình với đất nước. Và lý giải vì sao lại như thế? Bởi vì khi đất nước này suy vong, khi những vấn đề chung của đất nước không được chung tay giải quyết, thì chính bạn không ai khác là người chịu ảnh hưởng, đúng không ạ? Nếu Việt Nam của chúng ta suy thoái kinh tế thì bạn có thể là sống một cuộc đời thịnh vượng được không? Không. Nếu chúng ta bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bạn có thể an toàn không? Sức khỏe của bạn có thể tốt được không? Không, đúng không ạ? Bởi vì đất nước và người dân trong đất nước đó vốn có mối quan hệ rất là gì ạ? Chặt chẽ với nhau. Như vậy ở đây chính là mối quan hệ, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì những người trẻ liên hệ bản thân, các em là những người trẻ, những người trẻ cần phải làm gì? Đầu tiên, những người trẻ phải luôn luôn nỗ lực học tập. Nỗ lực học tập, đúng không ạ? Nỗ lực trau dồi cách sống, lối sống để trở thành những cái công dân Việt Nam đáng tự hào. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là chúng ta phải ý thức được rõ ràng về cái hình ảnh của đất nước của mình để làm đẹp mình trước mắt bạn bè quốc tế. Thì ở đây thầy đã cung cấp cho các em những cái phần rất là cơ bản, những cái biên độ cơ bản về cái phần là trách nhiệm của mỗi người trước các vấn đề chung của đất nước. Có lẽ đây cũng là một cái vấn đề quá lớn, đúng không ạ? Một cái vấn đề nó quá vĩ mô để chúng ta cùng nhau khai thác. Nhưng thầy tin rằng là ở đây các em sẽ học được cái cách để suy diễn, không phải là suy diễn mà để suy luận vấn đề một cách mở rộng hơn. Ngoài những cái vấn đề ví dụ như chủ đề về hạnh phúc, đúng không ạ, về ý chí, về nghị lực, về thành công, về thất bại, về thái độ sống, vân vân, thì ở đây có lẽ là một cái vấn đề mà vô cùng nóng hổi, đúng không ạ? Nhất là khi mà có một cái cô gái đi từ cái vùng dịch ở nước ngoài về và không khai báo y tế, đã dẫn đến nhiều cái ảnh hưởng về cái câu chuyện phòng chống dịch của đất nước. Thì chúng ta cần một lần nữa cần phải lật lại cái vấn đề đó là gì ạ? Trách nhiệm của mỗi người trước các vấn đề chung của đất nước, để cho mỗi người chúng ta sẽ có thể trở thành một cái công dân đáng tự hào, một người Việt Nam đáng tự hào. Chúc các em làm được điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang cái phần thứ hai của làm bài. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.